số ngay thì có điện thoại đây. Không hầu em cái cổng gì cả. Gì đó? Cái đợt trước mà em chẳng nói không mình được ông to ba này, không bình được thiên hạ thì về nghe lời vợ được chứ. Cái xà mô chẳng nấu cơm, giặt đồ, quét nhà, đòi gì nữa? Nấu cơm thì quên bịt đụt, giặt đồ thì xà phòng đúng lứa, quét cái nhà thì mang em phải quét lại, mà bông có nhanh khác. Nói chống là không được cái tạch sờ chứ cả. Này, đừng bao giờ khánh thương cái thằng đấy nha. Em không khinh như anh cả. Nhưng mà em về mẹ thì vất vả rồi, thì anh có một chút công sức chứ hỗ trợ cho mẹ con. Em mới yêu cầu anh kiếm nhiều tiền. Nhưng mà anh làm việc ký á, thì anh tập trung vô cho em cái. Được rồi, làm cái thằng đàn ông này mà không lo được cái gia đình thì có gì phức. Em có chơi đâu. Chơi rồi, chồng mắt em coi. Thôi thôi thôi, bị im cái mồm cái bia. Anh nói đúng thì nó mà nghe. Ngồi đó mà bầu thô. Mẹ nè, mẹ cái hai bánh hẳn đi. Mình có là con đẻ hay là hai hẳn là con đẻ này. Con đúng không là con. Cái gì đúng á thì ta nên phạt thôi. Nếu cái gì sai nè, liều với dẹp. Mẹ. Thôi, nói nhiều, mắt thay chẳng. Lo mà sửa đổi đi. Thôi được rồi. Cả nhà dư bị chậm mặt lên mà coi. Có cái thằng này có hẳn mang được cái gì. Đấy, đấy, đấy tấm trọng sàn đấy. Để tôi có cái gì. Anh nó bị cả mặt vào điện thoại nữa. Đời nó khổ dài. Được rồi, chào đó. Thì nói ra rồi chứ. Giáo viên nó cái gì đây? Nghe đi phù bản. Mấy mắn được. À, trên mạng thì biết đã về thiết lắm. Mạng tin chuẩn. Việc làm tại nhà lương cao. Đấy chứ mỗi chứ nhìn gì rồi. Mẹ ngồi đấy lo mà tỏi vì tiền. Mẹ có biết không, ở ngoài xã hội bây giờ người ta kiếm chục tỷ một tháng đó. Ngồi đấy bóc tỏi. Này, ăn no chưa? Cơm nước chưa đấy? Cơm ăn chưa no thì lỡ chuyện bán đồng. Mẹ đây. Thôi. Mẹ về nghe chưa có đau tử về con đó. Là gì bây? Mẹ đây thì lỡ đảo mắt nạn à? Con nói mẹ nghe này. Bây giờ thời đại 4.0 rồi, hiểu chứ? Bây giờ mắt nạn không, người ta mắt được mạng á. Kiếm tiền tỷ trên mạng á. Có tìm hiểu rồi. Có một cái tiền bây giờ trên mạng. Ngón, bổ rẻ, ăn chắc luôn. Này, cái việc đấy à. Mình chỉ cần bỏ ra một số vốn thôi. Thấy chứ? Nó tin lại cho cực cáo. À, thằng đấy tên nó ra mà đâu tử rồi. Giờ thì mẹ không biết rồi. Con là mẹ này, con tìm hiểu á, tin đọc trên mạng á, con bày cho này. Chỉ cần vô đây đặt hàng của cái Shopee này, sau đó là mình đặt một ý thống, mình cần phải lấy hàng về. Anh chỉ cần người ta cái tương tác của cái nhân hàng của anh thôi. Này, có chân hình lừa cho đỡ mệt đâu. Mình không cần phải đặt hàng về nữa chứ. Mình chỉ gọi là chốt đơn ảo cho hắn thôi. Mình gửi tên vô đó chốt đơn để như kiểu mà tặng cái đồ phủ sẵn của cái chân hàng của hắn đó. Sau đó gửi hoa hồng về cho mình. Mà hoa hồng nó cực kỳ cao luôn. Trên đời này nè, không có phải chỉ là dề dàng cả con à. Mẹ cái hay lo chứ có phải chắc có hàng nghìn người họ làm cho mẹ. Bây giờ mình biết là hơi buồn đó. Thôi thôi thôi, tao thẳng tầng đi nam rồi mà. Tao cái trầu cậy chí mà, ở trên trời đợi xuống cả. Muốn được á, là phải có đồ có hồi sôi nước mát con à. Nói kiểu gì thì nói, mẹ mà nay không nên tùy mẹ. Chứ có là con quyết định đó. Theo lên công. Tao nói thật với mày chứ, đến lượt mấy nè thì thiên hạ nè cả tẩy thăng giao rồi. Thưa nhật á, con nói mẹ rồi, dư nhiều con đi mang cái đấy á thì nhìn con to sạp lên chứ phản ánh không mang được. Mà này phải sử dụng cái đau mẹ.
có người ta nói thật những cái đâu. Có lời thật về mẹ chứ riêng này, bây giờ bỏ công bỏ sức lao động chẳng tay á, cùng lắm mới thằng được 10 triệu bạc mà trở trên tóc cái tai đi. Mẹ tình bờ à, thì con đấy là ứng manh, không bị ngậy. Không ai chứ kìa, mình có tiền rồi chứ. Thôi, đã rồi bạn nghe thì kể lời đi. Rồi chừng, dư mẹ và Hương có chồng mà con thì chồng, không chồng người thôi. Chứ còn nói thật về mẹ nữa là con manh rồi. Chỗ anh á, người cho khoe mang chắc chắn thấy được đông mới được chứ không mang cái kiểu nó ảo lắm á. Mẹ Huy bây giờ con đầu tư có thể đầu tư, con không à, sau này à thì khi con gọi là lợn bành rồi thì để mình chìm vô con cho nữa không. Đợt đấy à là có một chứng tỏ cho mẹ Huy bị lâu nãy mà là có là nhà chứ cả mà lâu đi là ủ mưu rồi chứ làm việc á cái chi nữa phải vận động thúy tư chứ không phải đi sợ thực ra mà bỏ thực ra mà khi muốn cho có. Con nói thật về mẹ chứ, mẹ mà Huy bao nhiêu mà không đầu tư á, hiểu chứ, thì con cũng đi vay mượn thôi. Được, để tôi có cái thế, mấy thì trên răng giữa các tụ, ai có mới mượn. Một ngày nào đó mẹ mà Huy sẽ nhìn thấy chứ, này, cái thằng này cũng phải là cái thằng, gọi là anh Hài đúng không? Ê, cái chỗ đó tạo lạc hầu đi, mấy mình ăn chi thì mình, chứ mà đừng mấy mình ăn cái gì mà ảnh hưởng trong nhà là được. Nói mà biết tay. Chị Đường. Mẹ này với anh thầy nói chuyện chị Đường mà nghe nghe tiếng to tiếng nhỏ rồi. Hứng, cái thằng ngay ngay rồi đó, hắn đòi đầu tư chứ chị trên mạng đó. Đó mọi người mui là tôi bị cái cuốn lơ đảo rồi mà hẳn nghe. Mẹ, cái cảnh có một ngày thôi, không biết anh thầy thì cho ra chứ, bạn con thì mà nén được lắm. Ghê gầm, thế mây nữa, là một đứa rột chứ thép đứa dài nữa. Thế là tao thử để anh thầy măn có ra là mẹ mau. Huên nọ, chuyện mà nén của bái thì mẹ không cản trở mất nọ. Chứ mà mẹ thì mẹ nói thật. Dạ mẹ. Bê đỏ là vẫn đứng tới mẹ nè. Bảy lông sơ mũi với cả mất nè. Bố mẹ đó là con đứng nói chuyện được. Để anh thầy anh thử măn kì. Chứ chắc chạy người ta đâu tự chứ. Thôi con vô đi. Có bạn ăn đó. Cũng nở hân dài là gió mình lạc hào bấy. Thế kể. Lòng sao mơ hành kìa. Dạ. Mày lên à? Con mời lên. Cha mẹ mình nhiều rau rồi. Mà hai ông bà anh thấy mấy mình chỉ cho lắm đi. Cha đâu này. Mình cho vui cho đâu này chứ anh thì mấy nữa. Vì mỗi cái chờ anh mình không đâu. Đây mình rồi. Thôi, đã rồi. Khám hổ chứ nữa. Mình vừa để thời gian nữa mà nghỉ ngơi. Cha mẹ mình đấy là mình cho anh khoái khỏi. Chứ mình đấy là bỏng bông mới cả chứ với xong thả lên nhờ em đang có việc kia đâu. Con tỉnh lên đây để hỏi cha có tiền cho con mượn ít. Chứ tiền mà trời cha mẹ mà để nữa nè. Có lấy rau lấy lại chứ đó lấy hôi nè để về mà ăn. Đúng không? Mố thì con không biết cha không có tiền nhưng mà ấy có đồng hỏi lên. Cha có cái bê là cho con mượn cái. Vê mờ. Thả sáng này, qua cái. Chứ còn thằng ba là cái bê đỏ đó chứ có chi nữa mà mượn. Thì trả cho con mượn để con đầu tư manh ảnh chứ không phải con chỉ đúng không? Không phải là chơi bơi đéo lòng như cả đúng không? Cho mượn thì con đầu tư manh ảnh. Việc là nó như thế này, để trả mà suy nghĩ cái nào. Coi ra răng chứ, nó cứ nói trên máy mơ rồi mình đang má mà. Nhọc rồi. Có chí mới phải suy nghĩ này chả hay chẳng nghe thấy con đi lơ chả. Thế là nói thôi. Ta nói được rồi đấy thì này để chả suy nghĩ kìa. Thế là lén có việc kia nữa không? Không có việc kia nữa cũng nha. Mà không? Thôi,
như vô nhà có cái chí thì đã con tâm ăn chèn cái đã nhé. Chuyện tiền nóng tí nữa bố tao nói cụ thể hết. Tí nữa bố rồi con dài thôi chứ ta nghe cụ thể luôn. Chứ chứ đừng để nặng nô thì nói cháu không hiểu không? Nha, đi. Cái tụi ra cả mày tìm được cái môn ngon của tao mình kìa. Được thôi, trả thì lắm đi. Trả cái cỏ là trả thì lõm không? Nha, thôi trả lõm đi. Bỏ về đi. Thôi, cảm ơn trả nha. Kịp lê trạm đi nha. Kịp lê trạm đi nha. Đi chứ. Mẹ. Đáng đòn. Cái chân này thì gã vịt để mình thi thể đi. Một lần này thì gã vịt chính là gặp không? Này có tên thôi. Có là thằng mẹ chứ. Mẹ không nghe con đúng không? Bây giờ nha, con đầu tư vô này. Con đầu tư vô đây hiện tại bây giờ là lấy con tầm 120 triệu rồi. Tin lơ về bao nhiêu? 40 triệu. Mình chỉ cho gã 40 triệu đấy. Hả? Mẹ không nghe, không nghe con, không theo con. Như lọc trời chứ. Ui, có thật không bây? Thật chứ, không thật. Con nói thật này, con không phải là người hẹp thôi. Con đợt đấy á, mình rủ mẹ lên hỏi mẹ về hơi có tham gia không? Lần cuối cùng. Con không phải là thuộc dạng là hẹp thôi, nó đợt được nó không cho tham gia là dư không cho tham gia không? Dư kể cả kiếm được tên rồi, con vẫn muốn mẹ và Huynh tham gia với con. Mẹ có tham gia với con hay không thì để con biết. Nghe thì cũng ấn đâu. Chứ mà mẹ thì chồng trực trực. Nói chung với này, mẹ muốn tham gia không thì tùy mẹ. Chứ con là đủ được ông ngoài tham gia rồi. Mà hiện tại bây giờ là con được chế tên lời cho ông ngoài rồi. Được chứ? Thầy ăn này, lớn mà đụng nó rửa thì để vụt mặt tới một tế ịt rồi. Con nói rồi, như cái lương lời á, thì bừa ngủ rồi. Bến cỏ bến không thì phải để ngồi mà tiệc. Mẹ, mẹ! Cái mà con chồng mẹ đầu tư đâu đó, trời ơi, bởi vì mẹ nó sập rồi, có bị lơ rồi. Cái trên bàn đó nè, ôi trời ơi. Mẹ mẹ dẹp với con hơn. Mẹ ơi, trời ơi, mẹ ơi, trời ơi. Tao là nội rồi, tao là nội mấy rồi, bỏ cái chiếc bờ ăn cả. Ví là không có tôi con đứng từng thùng sờ bạn thân gọi cho con nít bây giờ là Ví mà mình lên sao phủ phải nhà cho bạn đi đâu. Ví là bạn đã nói tới đâu rồi. Đừng nghe ra đó. Mẹ tôi tiền của họ nữa. Tôi đúng mà tôi đừng có trả nữa. Ôi trời ơi, tôi đừng trả thôi. Cái mời của ngài bạn nữa. Ôi trời ơi, tôi trả thôi. Ví là tại là tôi ngủ. Ngủ đến cái gì mà ngủ ai anh đánh phút mà ngủ được. Mẹ, cái chị chỉ rồi mẹ. Chị được. Cái mẹ mà đang mẹ nói nhục đâu tử nó chỉ cái đồ vừa thế đưa mẹ tôi bể luôn chứ được. Đừng ngủ lo con ạ. Mọi việc dù khó khăn đến mô, mẹ cũng đừng ra giải quyết. Mẹ ơi, dù tiền nhiều đó rồi mình ráng mà giải quyết. Thôi, con cái bao mẹ em vô nghỉ ngơi đi. Mọi việc để nó mẹ lo. Chỉ có giá đơn mới giải quyết được thôi con ạ. Nè, con đang ở ngoài sống. Con xin lỗi mẹ, xin lỗi cả nhà nhé. Con phạm sai lầm quá. Con người có giá nóng nổi được. Nhảy, nhảy cái khung anh. Mấy ngày mà chó phải trả nợ, tao không chó mấy ngày đâu. Mấy con liều hôn mà về lại cho tao. Đồ xì xí, ngu cái mẹ.
Ráng nhảy à? Còn định nhảy mà được xấu quá. Nhảy mà được xấu quá. Đời nè, ngủ nhất là cái chuyện đôi đi nhảy câu. Mấy nhảy từng đôi lên, đời không phải đà. Năm nấy nè, là 37 tuổi rồi. Mà chết chầu khỉ mô mà suy nghĩ thì cho động đạn cả. Cuộc đời con người nè, quan trọng nhất không phải là án sống mạc sớm con ạ. Cũng phải là kiếm được nhiều tiền mà. Mà là phải tốn trọng cái tính mạng của mình. Có những người nè, người ta mắc bệnh hiểm nghèo. Người ta còn danh giặt từng giấy từng phụ để được sống con ạ. Mà bên đây, Mỹ thân thể thì lanh lan. Rồi mà Mỹ đôi đi nhảy câu để hủy hoại cuộc sống đi. Ông này Mỹ chỉ đó. Mà này, chứ nói nè, cống mè đẻ ra nuôi 37 năm trời thì đứa nhỏ đó nghe ẩm độc ẩm tái như là hoảng hôn hệt vĩa chài đang ngược chài đang suối. Bây giờ tự nhiên mình nghĩ chuyện cái nhảy câu mới bắt hiểu được chứ mà đó là nói thử chứ dư chuyện hắn đã xảy lờ đó thôi thì mình là đàn ông con trai đừng có nghĩ chuyện tiêu cực nữa mà mình dư là phải tích cực nghĩ được cách tìm cách mà giải quyết con ạ. Từng nợ tên á thì đối với nhà ta cũng ít thôi con ạ chứ mà dư chuyện hắn đã xảy đã rồi cũng ai ba muốn như được. Rồi nhờ trời cho sức khỏe, mang đá để trả nợ dần dần. Thôi thì có cái sống khỏe mạnh bên nhà anh chám chỉ để mang đá nữa. Rồi là chuyện đấy dư là để mẹ lo cho. Thôi con ạ, vỗ tạm rửa thái quần đạo đi, rồi nghỉ ngơi. Lo chí, ta đến gọi bê đỏ đó. Căn thể ta cảm ngân hàng, người ta vái đi trả nợ dần dần chứ. Con vô đi. Thôi, vô đi, không căng gì cả. Có mẹ ở đây đi, vô. Bố. Nói cho con thì yên tâm rồi chứ, cho anh mạnh mẽ rồi chứ, dư biết bên ráng đây hơi. Tổ trá cái cuốn lừa đảo đó, mình biết bao nhiêu gia đình tán cơ nát nha.